Vâng, chào các bạn. Thị trường thì lúc sáng mình ra cái video rồi thì các bạn cũng có thể tham khảo. Nhưng mà hôm nay tự nhiên mình lướt trên Facebook á, mình thấy có một cái hình rất là vui, đó là ta so sánh holder và trader. Holder thì vàng đeo đầy người, còn trader thì chỉ còn một cái áo rách và cái tấm chiếu manh để chúng ta ngồi ăn xin bên vệ đường thôi các bạn. Như vậy cái hình này thật sự nó đập vào mắt mình, nó làm mình cảm giác rất là hay các bạn ạ. Và chính vì đó mình ra cái video này để mình so sánh giữa holder và trader. Và tại sao một holder lại đeo vàng đầy người còn còn trader thì lại rách rưới như thế này? Và có một lý do cuối cùng mà mình nói cho các bạn biết. Thực sự cái hình này không phải đùa đâu các bạn, nó cả là một triết lý nhân sinh đó các bạn. Và holder có một thứ mà nó giúp holder có thể giàu cái như thế này, còn trader thì rách rưới. Một cái điểm rất quan trọng mà holder chiến thắng trader nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng Cú Ca so sánh thử xem giữa trader và holder có cái gì khác nhau và tại sao holder lại đeo vàng nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta nhìn vào giữa trader và holder, chúng ta thấy điều gì? Khối lượng giao dịch, chúng ta nhìn thử nè. Khối lượng giao dịch thường thì trader họ đánh future hoặc đánh margin á, họ có một đồng vốn thôi, nhưng mà họ thường họ x 5 x 10 gì đó lên, có khi đánh future họ x 10 lên. Đương nhiên thì họ không còn gọi là all in nữa các bạn à, tại vì vốn là dụ họ bỏ 10.000 đô vô, họ x 10 lên họ đánh phải 15.000 đô vậy các bạn. Nên khối lượng giao dịch của trader nó vượt xa cái vốn của họ các bạn. Còn holder thì câu cửa miệng của holder là all in các bạn. Nghe có vẻ tù đúng không nào? Ok. Rồi, holder thì miệng mở ra là all in. Còn trader thì không những all in rồi mà còn all in cả cái phần ở ngoài nữa các bạn. Rồi. Stop loss thì sao các bạn? Trader hay có stop loss các bạn? Trader thường đặt stop loss, mình muốn nói thường tại vì không phải ai cũng đặt nha các bạn. Thường có người họ thả trôi luôn, tới chừng họ stop loss tay. Mà stop loss tay có khi lúc đó gần cháy tài khoản rồi các bạn. Nên là mình gọi là thường là trader họ có điểm stop loss nha các bạn. Còn holder không có stop loss nha các bạn. Các bạn nhớ holder, mình thấy rất nhiều người khi đã gọi là holder rồi thì họ không có stop loss. Nhìn có vẻ ồ như vậy, nhìn lại cái hình xem. Holder vẫn đeo vàng còn trader rách rưới. Nhưng mà trong khi holder không SL, họ on in không SL nhưng vẫn cứ giàu như thường. Tiếp tục về mặt phân tích thì mình thấy á, một trader á, thường là phân tích kỹ thuật, sau đó phân tích cơ bản, rồi sau đó phân tích tâm lý, rồi phân tích đủ thứ nữa các bạn. Nói chung là một trader thì họ phân tích đủ thứ các bạn, kể cả những cái thứ tâm linh. Ok, còn holder thì thường họ chỉ phân tích cơ bản thôi các bạn. Rồi, tính tới đây thì chúng ta thấy gì? Rõ ràng giữa trader và holder chúng thấy cảm giác như là trader đang đang cái trình của trader đang cao hơn đúng không nào? Đánh SL đàng hoàng mà còn kiến thức lại sâu rộng nữa. Tiếp tục về mặt con sóng thì trader thường đánh sóng ngắn các bạn. Ai mà trader thực chiến rồi sẽ thấy là việc đánh sóng ngắn á, tại vì cái nghề trader là cứ lướt lên lướt xuống nên là đánh sóng ngắn á, nó phù hợp. Còn holder thì họ hướng tới con sóng dài các bạn. Con sóng dài. Rồi. Đôi khi cũng có trader đánh đánh spot á, họ đánh trader nhưng mà họ đánh spot á thì họ có khi họ cũng đánh sóng dài nhưng mình thấy hiếm lắm. Đa số là người ta đã gọi là trader thì cứ lướt qua lướt lại hoài thôi à. Tiếp tục. Khi thị trường mà nó sập á mà không có điểm SL á thì một trader họ làm cái gì các bạn? Đúng không? Một trader làm gì khi mà quên SL? Thường là họ cháy rồi các bạn, cháy cháy tài khoản. Còn nếu mà chưa cháy á, thì đốt nhang khấn các bạn. Khấn cho nó đừng có quét cái điểm SL của mình hoặc là cái điểm cháy của tài khoản. Còn holder họ làm gì các bạn? Tắt app. Xóa app. Hoặc là đóng máy tính. Có người thì cũng khấn nhưng mà nhìn chung á là không có gì ghê gớm, còn trader có khi nhảy cầu luôn các bạn. Rồi, như vậy nhìn nhìn sơ sơ tương quan giữa hai cái đối tượng trader và holder á, ta thấy họ gần như thành một thằng trader nó ưu việt hơn một holder, có vẻ như về mặt kiến thức họ tốt hơn, về mặt quản lý vốn họ tốt hơn, nhưng thường trader lại thua một holder các bạn. Và mình muốn nói là đôi khi trader cũng có tố chất đó nhưng mà holder thì chắc chắn 100% holder có một cái tố chất này, mà
nó ưu việt so với trader thì mình sẽ tiết lộ nó ngay bây giờ các bạn. Yếu tố giúp một holder trở nên ưu việt và họ hay chiến thắng thị trường, mình muốn nói đó là họ sử dụng tiền nhàn rỗi các bạn. Đây là một cái điều mà mình thấy rất rất nhiều người, thậm chí là những người hay theo dõi kênh của Kuka, họ không làm được điều này. Họ không dùng tiền nhàn rỗi để họ giao dịch các bạn ạ. Đây là một cái điều mà cực kỳ sai lầm mà đối với mình á, trong cái giới đầu tư, trong cái giới trader á, mà sử dụng tiền nhàn rỗi á, đó là cái yêu cầu số 1 các bạn ạ. Nếu không dùng tiền nhàn rỗi thì vui lòng không đầu tư trên thị trường crypto nha các bạn. Mình luôn nhắc mọi người lại một lần nữa là gì? Chúng ta chỉ đầu tư hoặc là trader khi chúng ta sử dụng tiền nhàn rỗi. Rồi vì sao sử dụng tiền nhàn rỗi nó có giá trị các bạn? Y như mình nói, khi một holder họ hold lỗi hoặc là có vấn đề đó, đơn giản là họ dùng tiền nhàn rỗi, cái số tiền này nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ cả. Không ảnh hưởng. Họ vẫn có thể đi du lịch các bạn ạ, họ vẫn có thể đi mua sắm, họ vẫn có thể làm tất cả mọi thứ mà họ vẫn làm hàng ngày và nó không ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Khi thị trường nó sập, họ đóng máy 2-3 tháng, 3-4 tháng, có thể họ quay lại nó hòa, có thể họ quay lại nó dương, cái đó thì mình không chắc được. Nhưng ít nhất cái tâm lý họ được thoải mái các bạn ạ. Tâm lý họ thoải mái. Như vậy, cái điều mà giúp cho một holder thắng trader thường là họ dùng tiền nhàn rỗi. Còn trader á, mình thấy họ bị một cái vấn đề rất là nguy hiểm, đó là gì? Họ đi mượn tiền các bạn ạ. Một trader á, họ hay đi mượn tiền. Họ mượn tiền, ví dụ như họ mượn khoảng 10.000 đô để họ margin lên khoảng 30-40.000 đô họ đánh để họ mong là trong vài cái lệnh thôi, họ hơn họ ăn một phát thì lúc đó họ trả lại tiền cho người khác và họ có một khoản để họ tiếp tục họ chiến đấu với thị trường. Tuy nhiên thì thường á, những người trader mượn tiền á, mình thấy đa số đều thua, và không những thua mà thua rất nặng các bạn ạ. Thua nặng và cuối cùng thì phải bán nhà bán cửa các bạn ạ. Như vậy, cái khái niệm mà khi chúng ta mượn tiền để giao dịch á, mượn tiền để hold á, thì đó là chắc chắn hold bạn không thể mượn tiền rồi, cái target của bạn tới nhiều tháng hoặc là nhiều năm thì bạn mượn tiền thì lãi đâu mà các bạn trả cho người khác. Đó, nên là một holder thường không mượn tiền các bạn. Còn trader thì họ mượn tiền họ trade. Và cuối cùng kết quả là gì? Khi mà thua, chỉ cần một vài lần thua thôi các bạn, thì cái tâm lý của nó xuống dốc rất nhanh nha các bạn. Mà khi tâm lý mà xuống dốc thì tất cả mọi thứ nó đổ xuống sông xuống biển, kể cả kiến thức, kể cả phân tích mọi thứ. Và lúc này thì hai cái thứ nó tăng lên, đó là lòng tham và sợ hãi. Hai thứ này lúc này nó sẽ mạnh lên và nó tiêu diệt một trader rất là nhanh chóng. Nên là mình thấy là trong cái nghề trader của mình thì rất nhiều người ban đầu thì rất là giỏi, nhưng mà sau cùng bị lòng tham và sự sợ hãi nó làm dày vò và cuối cùng họ bỏ nghề các bạn. Nên cái tỷ lệ chọi, tỷ lệ sống sót của cái nghề trader nó chỉ đâu đó khoảng 5% thôi các bạn. 100 người luyện thì khoảng một năm sau thì nó bay hết, còn khoảng 10 người thôi, và khoảng 5 năm sau thì chỉ còn vài người sống sót khi mà tồn tại với nghề trader. Vì đơn giản thôi các bạn, khi mà chúng ta đối diện với cái lòng tham, sự sợ hãi. Lòng tham là gì? Khi chúng ta ít volume lên thật là nhiều, chúng ta đánh để chúng ta mong ăn nhiều tiền. Khi ta sợ hãi, bắt đầu sợ stop loss, bắt đầu khi mà nó đi ngược với cái phân tích chúng ta bắt đầu sợ hãi. Đó là những cái thứ mà nó sẽ làm cho chúng ta đưa ra những cái quyết định sai lầm trong đầu tư, trong trader, và nó sẽ cuốn tài khoản ta đi rất nhanh. Như vậy, còn nhiều yếu tố khác nữa mà một trader trở nên thành công, một holder trở nên ưu việt. Tuy nhiên cái yếu tố mà mình muốn nhắc ở đây, trọng tâm của cái bài này, đó là nói về sử dụng tiền nhàn rỗi trong đầu tư các bạn. Các bạn nhớ nha, nếu mà bạn không có tiền thì tốt nhất bạn nên kiếm tiền để tiết kiệm cũng được, dùng số tiền mà mình không dùng làm gì thì mình đầu tư thì tâm lý sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn ai mà cứ đi mượn tiền đầu tư, mượn tiền để trader thì 99% nha các bạn, 99%
Đây là 5% trader sống sót là họ họ ít mượn tiền nữa nha các bạn, hoặc có ít hoặc là không mượn nha các bạn. Còn nếu các bạn mượn tiền để trade á, thì 99% các bạn sẽ thất bại. Đó. Như vậy, quay lại với cái bức ảnh này nè các bạn. Một holder, một trader. Trader thì có vẻ xuống sắc tại vì liên tục họ chiến đấu với thị trường. Còn holder khi nào buồn buồn họ tắt máy thôi các bạn. Vì đơn giản là họ dùng tiền nhàn rỗi. Như vậy về mặt so sánh ta thấy có vẻ như là trader tỏ ra ưu việt so với holder. Làm chủ tiền rất là tốt nhưng có một thứ mà trader hay bị vi phạm, đó chính là sử dụng tiền vay mượn để trader. Rồi, như vậy tóm lại, mọi người đang theo dõi kênh Cú Ca nhớ một điều giúp Cú Ca là gì? Chỉ được đầu tư hoặc là trader hoặc là trade với tiền nhàn rỗi, tuyệt đối không sử dụng tiền vay mượn để thực hiện hành vi đầu tư hoặc là trader. Rồi, chúc các bạn thành công trên cái con đường đầu tư của mình. Gọi đầu tư cho vui thôi. Thật ra mình nói thật ra là các bạn nói bạn hâu nhưng mà thật ra cơ bản các bạn cũng là dân trader thôi, nhưng mà các bạn trade thả stop loss. Các bạn nhớ nha, điều đó sẽ rất nguy hiểm. Và sau này mình sẽ có những cái series tiếp theo để như kiểu kiểu như thế này để chúng ta thay đổi cái tư duy của chúng ta trong cái nghề đầu tư. Cảm ơn các bạn.